Phono TV xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin về giá cà phê và giá hồ tiêu ngày 8 tháng 5 năm 2020. Chúc các bạn ngày mới gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video, hãy ủng hộ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là nội dung của bản tin. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trên thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Chốt phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 7 giảm 15 đô la, xuống mức giao dịch là 1.186 đô la trên tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm đi 16 đô la và mức giao dịch là 1.206 đô la trên tấn. Khối lượng giao dịch đang duy trì ở mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng quay đầu sụt giảm, kỳ hạn giao tháng 7 giảm 1,6 sen xuống mức 109 sen trên bao. Khối lượng giao dịch đang duy trì ở mức cao trên mức trung bình. Ở kỳ hạn giao tháng 9 giảm đi 1,80 sen, mức giao dịch là 110,10 sen trên bao. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trên trung bình. Giá cà phê trên thế giới sụt giảm, tác động đến giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay cũng đã giảm đi 300 đồng trên 1 kg so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay giao dịch ở mức từ 30.200 đến 30.300 đồng 1 kg. Tại Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá cà phê là 30.300 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh, giá cà phê là 30.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức từ 30.700 đến 30.900 đồng 1 kg. Tại Cư Mờ Ga, mức giá cà phê là 30.900 đồng 1 kg. Tại Buôn Hồ và huyện Ea Leo, giá cà phê là 30.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk thì cũng giảm đi 300 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay còn giao dịch ở mức là 30.500 đến 30.600 đồng 1 kg. Tại Cư Mờ Ga và thành phố Pleiku, mức giá cà phê là 30.600 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Prông, giá cà phê là 30.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ngày hôm nay cũng giao dịch ở mức từ 30.500 tới 30.600 đồng 1 kg. Tại thành phố Gia Nghĩa, mức giá cà phê là 30.600 đồng 1 kg và giá cà phê tại huyện Đắk Lấp thì thấp hơn là 30.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắk Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay còn ở mức là 30.500 đồng 1 kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng đã giảm đi 300 đồng và đang có mức giá là 32.100 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đã tăng thêm 500 tới 1.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu tăng thêm 500 đồng và đang giao dịch ở mức là 39.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai vẫn giữ mức giá là 38.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay đã tăng thêm 1.000 đồng và có mức giá là 41.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước cũng tăng thêm 1.000 đồng và mức giá tiêu ngày hôm nay là 40.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai là 39.000 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.